Mức tăng trưởng GDP của Việt Nam quý 3 2023 so với 2022 như thế nào? Hãng tư vấn kinh tế của Anh đánh giá về Việt Nam. Thưa quý vị, mới đây, hãng tư vấn Oxford Economics đã đánh giá Việt Nam là nước tăng trưởng xuất khẩu vượt bậc trong khu vực trong năm 2023. Theo đó, tăng trưởng GDP của Việt Nam trong quý 3 2023 tăng 5,3% so với cùng kỳ năm 2022 và tăng so với mức 4,1% trong quý 2 của năm 2023. Sự tăng trưởng này là nhờ sự phục hồi mạnh mẽ trong lĩnh vực sản xuất do giá trị xuất khẩu tăng, trong bối cảnh xuất khẩu hàng điện tử được cải thiện, nhất là xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc. Các chuyên gia Oxford Economics nhận định, nhờ chính phủ tăng đầu tư công trong quý 3, Việt Nam vẫn còn nhiều dư địa để thúc đẩy chi tiêu đầu tư trong quý cuối cùng của năm nay.